Ok, có lên em. 21 giờ 21 phút. Hôm nay thì tìm một con game chơi. Chắc là một con game này hình như là game thẻ bài thì phải. Tôi cũng không nhớ nữa. Momon, Gilded Shaker, Beta Testing. Cảm ơn bạn đã thêm trò chơi. Đây. Game khá nhẹ nha, chỉ có khoảng 300 MB thôi. Đây chúng ta lướt qua template con game, hiện tại chỉ có một user review thôi, khá là ít nha. Một game thẻ bài tương đối đơn giản, giá game thì tôi nghĩ là chưa biết cao hay thấp, nhưng mà xem cái giao diện game thì thấy họ có đầu tư rất là nhiều đó. Momon, mấy cái thẻ bài này thiết kế cũng rất là đẹp nha, cái tông màu mà thay đổi theo từng cái luôn. Mình đi rất là nhiều nơi, đây là con game cũng đầu tư khá nhiều đó, nhưng mà chưa biết chất lượng như làm sao thôi, chúng ta phải chơi thử mới biết được. Xem qua một vài cái hình ảnh thì đầu tiên là cái mặt đồ họa là thấy ăn điểm rồi đó, đồ họa đẹp, giao diện UX UI cũng là tương đối ổn áp, nhưng mà cảm giác nó hơi giống mobile một tí. Game này ra mắt vào ngày 8 tháng 12 thì cách đây cũng là mười mấy ngày rồi, tôi cũng nhận khá lâu rồi, nay mới chơi thử. Hiện tại có một review tiêu cực là game không hỗ trợ cao hơn cái mức độ phân giải Full HD này, thì cái đó cũng không thành vấn đề, tại vì cái đồ họa con game thì phụ thuộc vào asset khi mà thiết kế ban đầu rất là nhiều, nếu như nó không được full màn hình thì tôi cưỡng bức nó thôi. Phiên bản hiện tại là V1.05, chúng ta không có option là có đây, có nè, có Full HD nè, đâu phải như thanh niên kia nói. Ngôn ngữ thì có tiếng Anh với tiếng mà cái này là Gajin hay Hoàng Lan BG ta. Rồi chúng ta vô game, FPS cũng khá là mượt luôn. Cái này giống như nữ thần mặt trời vậy đó hả? Rồi không phải nữ thần, yêu quái mặt trời rồi. Đây đang đi chiếm đồ, những cái nguyên tố, cái này là hệ mộc, cái này hệ thổ, này hệ quả, còn cái này chắc hệ kim quá. Đây là 6 cái ngũ hành, 6 nguyên tố lục hành, 5 con quái vật, mỗi con một cái, bả một cái nữa là 6. Thì em này dễ như người cáo vậy, có thêm một con Pokemon đi kế bên. Con này tôi nhớ là trong cái bộ chiến tranh gì, nhớ lúc trước có đọc một lần này, nó cũng na ná như thế này nè. Rồi nhiệm vụ là mình đi giải cứu thôi. Chúng ta có kim cương, có 6 cái loại này, bộ bài của mình. Bài của mình đây. Cái bàn tay mèo gây 6 đam. Cái phòng thủ này 5 siêu. Mấy cái chỉ số này nói đơn giản nha, có hai lá, có lá hồi máu nữa. Số 2 này là chắc cái điểm mình cắt ra thôi. Đi 9 đam gây một bên. Hay là những con thú mình sẽ bắt được. No bonus. Em này là Miyuki, cái này ra rất là thánh tích thôi. Bên này là chúng ta sẽ đi vào những cái thành phố này, bắt đầu chinh chiến. Đi từ dưới lên trên á, mình đây. Vô. Game này thì không có hướng dẫn luôn ha. Chúng ta vô là tự chơi. Mình là có 9 điểm đây. 200 máu, con này Madagascar. 45 máu. Không, đây là đến tôi đối thủ. Nó bị cái bàn tay mèo là gì đâu. Nó mới đánh mình. Sao biết nó xài cái chiêu gì mà để phòng tránh ta? Cũng không biết cái hiệu ứng là cái gì luôn. Game này không có chú thích gì hết à.
Gây 15 đam và áp dụng hai vết thương. Sáu đam. Phần thưởng là 26 vàng. Con này không biết nó chuẩn bị ra bài gì ta. Nó làm cái gì vậy? À, cái vết thương là mỗi thôn gây 10 đam. Nói chung mấy quay đầu thì tương đối đơn giản vết. Chưa biết con quái làm gì luôn. 30 tiền. Đi thử vô dấu chấm hỏi. Tricky tìm thấy trong cái đàn ướt cổ cái khu rừng này. Những cư dân mở cái kho báo được 190 tiền. Vậy thiết kế cái dấu chấm hỏi đó là bắt buộc mình phải vô rồi. Nó vừa bút cái gì vậy ta? Thủ mình 13 tuôn nó vẫn còn nha. Ồ, nó đánh 11 với 10 đam á ta. Nó đánh 22 đam. Mình mất 2 máu thì qua tuần sau không biết còn không. Game này tương đối đơn giản quá. Mấy cái quay đầu là gần như không có tí yếu tố thử thách nào luôn á. Anh em đợi tí. Ok. Quay lại nghe. Con này là Elite Kadoma, 80 máu. Mình mất 2 máu hồi nãy. Hai mươi sáu máu. Gây vết thương cho nó trước. Thịt nướng nó. Game này cái animation của mấy lá bài nó làm chậm quá. Nó hồi 40 máu rồi. Nó lại mất 11 máu. Bây giờ mình kiếm lá hồi máu được. Game này gọi là thẻ bài nhưng mà gần như cái bộ bài nó cực kỳ đơn giản luôn. Cái này là nó có thời gian bao lâu? Hết tiền rồi. Có cái card shop đây nữa, nãy giờ không biết. Ngay 8 đam và 1 shop, giá 250 tiền. Nhận 7 siêu. Cái vết thương là cái gì, cái điểm yếu là cái gì? Xí ngầu thì gôn. Rồi, nãy giờ không biết xài tiền vô tội vạ.
con này nó hồi máu, con này thì bay màu rồi. Giật máu chết luôn. Trời, nó đánh gì đau như vậy? Trời, nó đánh xong nó mới giật mất máu, không ổn rồi. Game này đơn giản quá, chưa thấy yếu tố gì phức tạp luôn. Có cần phải bỏ nó vô bộ bài của mình không? Hay là mua là nó tự vô? Ba con này. Tám mươi bốn đam hồi máu, 30 gram. Nó bị một sốc là sao ta? Nó đến đau quá rồi, chết rồi. Game đơn giản mà nó lại khó. Mình phải kiếm lá con mèo đó. Thôi, ba con này đến đau quá. Phải là mua bài đẹp đẹp trước rồi mới đi qua gặp mấy này được. Rồi ok. Oh no, game over, ghi tên menu vô lại. Thì không biết chúng ta có được thêm cái gì không. 1000 kim cương, đừng nói con game này pay to win à. Bài thì mình mua là nó vô đây luôn nên cũng đỡ. Ok, chừng nào quá 30 lá đã. Mình không có tiền, cứ đi bình thường thôi. Cái quái gì vậy? Sao nãy mấy quay đầu đơn giản lắm mà. Giờ vô nó nhét hơi ba con luôn. Cái lá bị sốc cùi quá, tốn 3 điểm nhưng mà rất là cùi luôn. Mất máu nặng rồi, da da. Đáng lẽ nó phải giật cái vết thương này trước khi nó đánh nè. Còn lần này nó đánh rồi nó mới giật vết thương. Game này tầm 7 chỗ đó đó. Đó, nó đánh rồi nó mới bị ảnh hưởng bởi mấy cái chỉ số này. Với lại mà qua tool cái giáp nó không bị mất nữa, nên những lá bài giáp sẽ rất là mạnh luôn, lúc nào cũng cần hết. Nó hồi máu, với lại không biết địch nó sẽ làm gì nữa. Lá này gây có 8 đam một sốc à. Cái sốc đó thì cũng chả có nghĩa lý gì ngoài gây thêm đam. Trăm rưỡi mới đủ tiền. Yeah.
Hồi máu hả? Hồi máu xong còn 7 máu thì chết luôn này. Ê, chạy nó lại chứ. Ẩu. Ẩu làm mất, không hồi máu kịp. Gain một power, là power này nó là cái gì? Ủa, ép 117 vàng là mất sạch luôn đó. Hồi máu. Hồi máu xong mới bị giật máu. Hồi máu đi. Không biết cái bút đó là cái gì luôn. Có 52 tỷ mà. Nó bút đam hay nó hồi máu vậy? Trời ơi. Đánh mình nhiều đam ta? 10 đam 2 lần thì còn 4 giáp, không sao. Game này giống nạp thẻ pay to win quá. Ba điểm yếu nó còn 2x lần sao ta, tức là điểm yếu hình như là gây thêm một đam nữa hay gì á, tiền có mấy chục. Không mua gì hết rồi, to rồi. Gặp hai con này nó đánh mình là bay màu luôn. Game thế bài này làm đơn giản quá. Tuần sau chắc hai nó hồi máu, rồi tuần sau nữa hai nó sẽ đánh mình. Không cần thủ đâu, trước sau không thua. Mình đi cái này khoảng một chục quay đầu á, chỉ để mua bài thôi, làm được bộ bài đẹp á là coi như là ngon à. Con này nó lại đi hồi máu. Ủa? Rồi tự nhiên mất tiêu lá luôn. Bị lỗi bớt rồi nè. Trời ơi. Nó bãi treo lơ lửng đây luôn rồi.
Còn 10 máu. Hên là nãy 42 thủ mới sống rồi đó. Giao sau thì mình bay màu chắc rồi. Rồi, ok. Rồi mua lá bài nữa rồi. Mua lá bài nữa thôi. 230 lần trời. Mua lá này đi. Kim cương không biết kiếm đâu ra nè. Bài mình mua thì vẫn còn nha. Tối thiểu 13 lá hả? Làm sao biết lá nào nó vô gọi, lá nào nó ra gọi. Bài này lên điểm yếu mà có mua được lá này cũng ngon. Đây cái lá này ngon nhất, 203 hợp với cái bộ bài của mình. Hồi máu đi nha, đừng đánh, hồi máu đi. Gán đánh mình cái nữa chứ. Đáng lẽ phải nổ đam trước khi mà nó đánh mới đúng. Game này làm ngược bãi. Hai trăm ba chục tiền lấy một lá nữa. Mười hai máu. Không sao. Giàu sao là đã chết luôn rồi. Chắc phải chục lần mới được cái bộ bài mạnh. Trời, có 28 tiền à. Không phòng đủ luôn. Nó hồi máu thì giao sao nó chết. Không thấy cái boost power bên mình luôn. Game này nói chung là làm cũng có ý tưởng đó, nhưng mà chưa tới đâu với nó. Nó tất cả mọi thứ nó đều còn thứ cơ bản à. Phát điểm. Hồi máu cũng được. Con này cũng nó bút đam hay là nó hồi máu vậy. Giao này mình gán gạt con này luôn. Chưa có điểm yếu cho nó. Hồi nãy nó mail vô tài khoản nào ta?
Không biết mail vô tài khoản nào luôn. Thôi chúng ta tiếp tục. Bác hàm máy máu không sao, mình đi là chủ yếu kiếm bài thôi. Sáu mươi ba bảy siêu thì cũng đỡ, có thể thay cái lá siêu vừa bắp của mình đi, nhưng mà hai lá này thì nó ngon hơn. Nếu như từ ba quái vật trở lên thì lá này ngon hơn. Không cần phòng thủ, đấu đến chết. Nó bị yếu đi, nó đánh đi có 8 đam à. Hồi máu đi, đừng đánh nữa. Hồi máu đủ đạn đó, gán cắn mình cái nữa. Bị chón nè. Bài mình chơi mà ghi cho nó yếu với mà hồi máu thôi. Lấy kho báu coi cái nè. Trời ơi, 5 kim cương không biết chừng nào mới đủ, với số kim cương nó đủ nhiều nữa. Đá là nó đi. Máu đừng đánh bây giờ. Sống qua cái quay này thì ngon, còn sống không qua thì nó lại không ngon. 9 điểm thì dắt đánh ba lá này. Ổn ổn, lá này cũng ngon nữa, nhưng mà lá này thì mạnh nhất của bộ bài của mình rồi. Ủa nó bị chón hả? Trời ơi, cái đó là nó chỉ giật lan cái xác ra thôi. Rồi xong tôi luôn rồi. Nhưng mà có khả năng thắng. Hồi nãy nó tới 3 con, giờ nó còn có 2 con à. Game này là game dạng cày cuốc rồi. Phải unlock gần hết bộ bài bắt đầu chơi mới gọi là vô game. Còn bây giờ cái sức mạnh giữa hai cái bộ bài nó chênh lệch quá. Rồi, nó bị tuôn thôi. Giờ này còn gan power cái gì nữa trời.
Rồi, chuẩn bị ăn vả. Bốn máu thì nó sống hay chết gì cũng phải tốn mình tuôn nữa. Lý ra gạt luôn con này á. Double kill. Vô nhìn mặt chùm cái thôi. 7 kim cương. Mấy lá hai lá này cũng rất ngon nè. Bùi cái bộ bài điểm yếu thì đánh nó được. 170 đam. Rồi, bài màu. Nó đánh phát 19 đam từ dưới lên. Để mọc rồi, ok. Bây giờ mình bỏ được 3 lá ra. Một 22 33 15. Đây, lá này ngon. Tất cả đều ngon hết. Rồi, chúng ta bùi bộ bài điểm yếu rồi được. Giữ máu đi. Đứng gồm 3 giáp. Không sao. Tuần sau thì chắc nó hồi máu. Ba mươi hai tiền à, này dấu chấm hỏi hả? Thực ra cái kho báu nó thì nó ngon hơn. Chó phát tồn, tuần sau mình giết nó luôn, không mất lấy máu nào, mình giật đạm cho luôn. Nó cứ đếm từ 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 từ, game này nó chậm chậm sao nó khó chịu thiệt. Hoa quả tự nhiên có nên ăn không? Ăn luôn. Rồi, hồi máu thành công, trong khi mình chả mất tí máu nè. Rất là tác dụng luôn nha. Mất 10 máu không sao. Nãy biết gì đánh con này luôn, sai lầm quá. Ừ không, nó hồi máu thì nó chết. Như nhau.
Bộ bài mình có bao nhiêu rồi ta? Gan 7 siêu thì không ngon lắm. Như lá này vậy thì một điểm thì nó lại khá là ngon mà. Tại vì mình không cần cái nó mà nó bị điểm yếu nhiều, nó chỉ còn một điểm yếu là đủ mình phát huy rồi. Rồi, hai con hồi máu, vậy thì ổn. Con này chết, tôn con này. Gán giết một con, tôn một con. Rồi to này. Bảy điểm thì chỉ có 3-2-2 thôi. Ây da, ây da. Hồi nãy là thiếu một đao nó mới chết. Thiệt. Để bù hồi lại 5 máu cũng ngon. Thôi được rồi. Bộ bài này bây giờ không cần mua thêm nữa đâu. Chó thiêu đốt luôn, nhắn phút chết con người sau chứ, đã cho con người trước nó đánh mình thoải mái đi. Mười đam, ba đam ấy. Mấy cái điểm yếu này nó không có giảm nha. Nó cho mình mất 4 máu. Tụi này gán gạt hai đằng luôn. Rồi, thằng này thì tôi sống, tụi này nó tự chết rồi. Boss thì không biết mình có tool nó được không nha. Cái lá này thừa quá, tí bỏ ra luôn. Xong rồi.
Đâu? Đi ra. Được một lần tuôn nữa. Xong rồi mất lại ba mấy máu nữa. Viên kim hiểm lá này. Ba máu gán tôi nó cái nữa là được. Ủa sao nó bị trốn vậy ta? Bộ hai điểm yếu là nó trốn à? Nó chó hai tuần nữa nó tự chết luôn rồi đó, nó bị cái vết thương chảy máu chết luôn. Rồi xong phim. Hình như nó bị vết thương xong điểm yếu nữa là nó bị chón. Vết thương xong điểm yếu không? Nó đang có vết thương nè. Con này chón đi. Thủ rồi. Mình nào rút chết con á mới cần mấy điểm yếu vô mấy con kia. Đâu á, kiểu này chắc không qua được thôn này. To rồi. Chị bút hoài ta. Rồi xong luôn này. Vô bài này là không còn đường để chơi nữa. Bye bye. Ba đam còn 15 đam. Nãy có lá nào gạt luôn con này được hết thì ngon. Còn 14 máu à. Không nói rồi. Bây giờ trừ phi ra cái lá tôi liên tục á, gạt được con này rồi tôi ăn này liên tục á, nhưng mà vô phương không có khả năng ở đâu. Ba điểm yếu là nó bị tuôn rồi. Chống đường tuôn đó nên máu không, không cần máu, đằng nào cũng thua thôi. Con này giết mình này. Game này phải cài coi bộ hơi bị nhiều à.
Đá mạnh nhất của mình là đá này. Thử lần nữa. Cây cuốn nha. Trời ơi, mới vô giao đầu nó để ba con luôn. Bút đi. Này thì bị tôn này. Thôi xong, chả có lá tôn. Chứ dĩ nhiên mà gặp ba con cây cũng lúc đó, nhưng mà gặp mấy con cây này sớm á cũng không phải là quá lỗ nha. Thực ra mình mất máu mà giữa chặng đường mình đi mình mua được máu thì nó cũng lời, chứ thành ra nó cũng không có lỗ lắm. Tính ra mình mất có 3 máu à, mà được 100 mấy tiền. Như con này thì mình combo nó chả mất gì luôn. Gào sao kiếm cái bình 5 máu uống. Kiếm cái bình 5 máu rồi uống. Rồi chết luôn rồi. Hơi mạnh tay quá. Tôi nghĩ là phải chơi 3-4 lần nữa mới qua được con boss đó. Khó nghe à. Này nó hồi máu thì không sao. Mình kiếm cái lá tôi mình tuôn 2 con nó liên tục. Bốn máu à, chả thấm. Rồi con này nó tự sinh tự diệt rồi đó, mình mất máu luôn nó thôi. Hồi máu đi đừng đánh nữa. Mình gửi máu. Tôi không mua bình thuốc đâu. Cái lá này phải đi với lá gì nó mới mạnh nè. Mười lăm đam. Quá cùi luôn. Trừ vô nó đánh cái tôn đầu mà ra bài nữa là không đỡ được rồi. Bây giờ bắt đầu tuôn nó liên tục nè, không tuôn được luôn rồi.
hồi máu đi. Bây giờ thì có thể thun nó liên tục. Game thế bài này, game thế bài mà thuộc lại cái loại cày cuốc nữa chứ. Nó 9 điểm yếu luôn rồi. Nó vẫn bị tôn. Lên chết nào cả. Bây giờ mình uống được bình hồi máu nữa không? Không. Đến hai con chỉ có 64 tiền à. Nó vô đây nó bắt mua đồ nữa chứ. Mua gì giờ? Thôi, không mua đâu, không cần hồi máu đâu. Có bộ bài đúng cùi luôn á. Đầy máu lại nè, đi ăn trái cây 51 tiền. Bài này thì đâu có mua cái gì nữa. Lá này thì cùi rồi. Stun nè. Video sau để con này nó tự chết. Bây giờ mình tuôn con này nữa là xong. Không có tuôn rồi. Tính nhẹ hơn nha. Có máu không? Không mua bài á thì một hồi mình có khả năng chết là mình mất hết luôn. Vui đam đi. Dồn chết con đầu cho con này sao đánh mình. Nó đánh được khoảng 4-5 thun nữa thì mình vẫn còn máu. Đợt này được nhìn mặt boss này. Hồi máu thì đừng đánh nữa. Ừ đúng rồi đó. Con này thì để tự chết. Full nào. Từ hồi máu đừng đánh. Đánh phi đam thôi. Rồi mình chuẩn bị tuôn nó đến chết luôn. Tiền luôn. Tại vì tôi không nghĩ là chúng ta có thể win được con boss này đâu.
Thử cái lá này sóc liên tục nên nó bị rồi. Chả bị gì cả, nó vẫn đánh mình như thường. Điểm yếu nó không tục. Nói chung là game này bui theo bài cơ bản quá. Boss mà vẫn bị tuôn thì đâu có lo nữa. Đây, tuôn nó liên tục đến chết luôn rồi. Tuôn hai gao nữa, gao sau mình lại rút ra cái lá tuôn nữa này. Đấy, ra một ba cái lá này rồi xong mình lại tuôn nó đến chết nữa. Du bóc khô tuôn máu tuôn. Game thế bài mà thiết kế như vậy thì nó quá lỗi rồi. Nữa không? Có phay 2 không? Không có phay 2. Được 69 kim cương. Được cái nào tôi gột. Mở được cái map net gold. Ủa? Bây giờ làm sao? Trời ơi, tăng 10 máu tưởng cái gì. Cái avatar này chỉ là cái ảnh đại diện thôi, không biết nó có boost cái gì không. Ở đây nó ghi no boost thì có khả năng mấy cái này nó có boost đó. Tưởng cái gì nó cho thêm 10 máu thiệt. Hai cái lá này chả biết có tác dụng gì không đó. Thử rồi. Sao đánh nó không thấm ta? Nhạc âm u hết á. Nó miễn nhiễm đứa cái đó nhưng mà nó vẫn bị chó nha. Nên thành ra cái lá chón nó vẫn rất là mạnh. Đây nè, mình đánh lá này vô thì nó không dính đó. Nên nó vẫn bị chón đi. Chả cần gây đam vô. Thực ra con game này thì tôi không khuyến khích anh em chơi bây giờ đâu. Một là giá cao. Hai là không có tutorial. Ba là mọi thứ nó quá đơn giản đi, bộ bài nó chưa có kết hợp gì nhiều. Thứ tư nữa là nó mang yếu tố cày cuốc quá là nhiều luôn. Thứ năm nữa là animation thì đầu tư cũng không có nhiều vậy. Trời ơi, quái nó cũng random một cách mà như thế này nữa.
không gồm phòng thủ luôn. Đợt này cho chết luôn đi. Này đánh thử cái coi à. 37 đam chảy máu. Có giáp thì vẫn bị chảy máu nha. Có giáp thì không bị chảy máu thôi. Đáng lẽ giết luôn con này chứ. Quên, tính đam sau mà cứ còn nghĩ là tính đam trước không à. Đánh xong rồi nó tự chết. Game thế bài này làm không chỉnh chu cho mấy. Đánh cái quay đó mà 20 kim cương nữa hả? Hai bên này nó khác méo với nhau đâu. Cũng bày đặt chia đường nha. Con ma xanh với con ma đỏ. Con này thì nó kháng mấy sát thương vật lý hết. Chỉ có mấy sát thương phép mình mới đánh vô nó được. Theo tôi quan sát nãy giờ là gì? Thì game nó không có nói gì, mình tự mò thôi. Rồi lại bị cái lỗi bớt nữa rồi nè. Bó tay luôn. Bút nằm giáp nữa hả? Nằm giáp rồi thử chết. Rồi ăn cám luôn. Ra cái bộ bài như thế này thì sao mà chơi. Giờ mình có còn có một lá chón một. Chủ yếu như tôi nói qua luật thôi chứ mình có giết nó được đâu. Mất một ít máu không sao hết. Rồi nó ra như thế này thì sao mà chơi được. Thì con game á không có một cái lá nào mà nó ra bốn lá này cùng một lúc được, cái tỷ lệ bao nhiêu mới được nè. Một yếu nè, hai yếu nè, không ra lá nào. Rồi ra sao là chết luôn rồi, hết cứu rồi, tại mình đâu có thể làm gión được nữa.
Rồi, chuyển sinh. Rồi, chúng ta kết thúc cái con game này tại đây thôi.